Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Yên Mỹ xuất hiện một số cá nhân với danh nghĩa thương binh bệnh binh tập trung đông người để cản trở gây sức ép đối với chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các quyết định hành chính về quản lý xây dựng, xử lý vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc làm này gây mất trật tự công cộng, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Lời lẽ thiếu sự tôn trọng, hình ảnh không đúng phẩm chất của những người thương bệnh binh. Nhóm người này thuộc công ty cổ phần đồng đội Tây Trường Sơn, có địa chỉ tại thành phố Hà Nội, đã to tiếng tại Ủy ban Nhân dân xã Thanh Long vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do một vợ liệt sĩ hiện đang sinh sống tại Hà Nội nhưng có công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở thôn Thủy Lân, xã Thanh Long. Người này ủy quyền cho công ty cổ phần đồng đội Tây Trường Sơn nhằm cản trở, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên địa bàn xã Thanh Long thì cũng có một trường hợp thì là thuê một đơn vị thương binh Tây Trường Sơn về cái việc gây cản trở, là cũng có cái hành vi là gây rối với địa phương, là mang tính chất là về nên là chửi bới cán bộ, cũng đề nghị là các cấp là cũng có cái biện pháp là để vào cuộc, là để xử lý các cái trường hợp về đến các cái địa phương để gây rối mất an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó vào ngày 29 tháng 8, hơn 40 người xưng là thương, bệnh binh tập trung tại khu vực cầu treo thuộc địa bàn thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập để gây áp lực, cản trở chính quyền địa phương trong việc xử lý một hộ xây dựng trái phép trên phần đất đang tranh chấp. Hợp đồng được hộ vi phạm ký kết và ủy quyền cho nhóm người trên để gây sức ép với chính quyền địa phương. Thời gian qua trên địa bàn xã Tân Lập liên tiếp xảy ra hai vụ việc như vậy, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương bất ổn, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Gia đình là cũng có thuê một số lực lượng là thương binh ở ngoài Hà Nội, cái số lượng rất là đông, từ 35 đến 40 người. Khi động vào người ta thì người ta cứ lăn ra, cho nên rất là khó trong cái việc mà địa phương xử lý công việc. Thì cái này thì cũng đề nghị các cấp có những cái biện pháp và xử lý. Thực ra nó như này không cẩn thận nó sẽ trở thành cái vết dầu loang cho tất cả các địa phương khác. Chưa xác định được những thương bệnh binh này là thật hay giả, nhưng việc làm của những người này trên địa bàn huyện Yên Mỹ thời gian qua là sự xúc phạm với hàng vạn thương bệnh binh chân chính. Hầu hết các thương bệnh binh khi trở về cuộc sống đời thường luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc lợi dụng danh nghĩa thương bệnh binh để vụ lợi, hành xử không chuẩn mực cần bị lên án và cần có sự vào cuộc làm rõ của cơ quan chức năng.